hết giờ công sở về là mẹ chồng lo cơm nước, thì đẻ con ra thì mẹ chồng yêu thương luôn, cái đó là mình không cần phải làm gì hết. Nói chung là tự động là hận hòa luôn. Và có những cảnh là mình phải nhẫn chịu để mình hận hòa. Đó là mỗi trường hợp nó khác nhau, nhưng mà làm sao bây giờ? Nếu mà mình có phước á, mình được mẹ chồng yêu thương thì sống rất là hạnh phúc và an bình. Còn nếu mà mình không có phước thì phải làm sao? Đó thì cái gì cũng vậy, chúng ta phải nghiệm lại tại sao mình như vậy. Tại sao mà người ta có, mình nói là có bà già chồng thấy ham, mà mình có bà già chồng nhìn thấy đau lòng vậy đó. Thì nói chung là mình phải biết là do cái nghiệp lực của mình thôi, mình cứ mình gắng chịu đựng, mình sống, mình tu tập đúng theo cái đạo làm người, thì mình giữ tròn chữ hiếu đó, mình nói chung mình làm tròn nhiệm vụ của mình, thì mình đi hưa về trình cơm nước lo cho mẹ chồng mình đàng hoàng đầy đủ, thì mỗi tháng mình có lương thì mình gửi cho mẹ một một chút để mẹ tiêu dùng trong cuộc sống, thì mình cứ sống như vậy là hận hòa đi, rồi nhà cửa mình làm hết công việc nhà. Nếu mà mẹ chồng mình yêu thương mình thì mình không nói gì hết, còn nếu không yêu thương thì thôi, mình đã làm tròn bổn phận của mình rồi, không có gì nói chung là để mà mình tiếc nói nữa, tại mình đã sống đúng rồi đó anh. Còn nếu mà mình không được yêu thương thì thôi, chứ bây giờ em biết nói thì sao giờ. Còn có quý vị mà đã biết được đạo Phật thì quý vị cứ niệm Phật mỗi ngày hồi hướng cho quý vị thất tổ ông bà, cho ông bà xây chuyển, cho mẹ chồng con yêu thương con, đừng có khó chịu với con nữa, tại vì cái duyên phước của con nó cũng không được như người ta đó. Thì mình cố gắng mình tu tập để mình chuyển cảnh, để mình sống với cảnh mình không thấy đau lòng. Vì có những người họ đâu có phải mà cố gắng mà hòa hợp, họ tự động hòa hợp luôn, tự nhiên sinh ra là đã hòa hợp rồi. Nghĩa là mình được yêu thương, mình được từ gia đình của mình và từ khi bước qua gia đình chồng cũng được yêu thương, không phải bỡ ngỡ gì nhiều. Bây giờ có nhiều nói chung là thời buổi hiện đại đó anh, thì nó cũng không có giống như hồi xưa, không có quá khắt khe. Còn hồi xưa thì khắt khe, còn bây giờ thì hầu như là đa phần mẹ chồng đều rất là thương con dâu, là do làm sao hồi xưa là mình sinh đẻ nhiều, một người là 6-7 người con, nên nói chung là kinh tế khó khăn. Còn bây giờ là người có người hai người con, bây giờ là rất là yêu thương con dâu, nên bây giờ cái chuyện hận hòa hầu như em thấy cũng đa phần cũng có đó. Chỉ còn là những người họ có tính phong kiến á, thì thôi hơi hơi khó thôi, nhưng chúng ta tu tập, chúng ta chuyển chuyển làm sao chuyển từ khó thành dễ. Chúng ta thấy con dâu của mình không biết nấu cơm, không biết nấu nước, không biết dọn dẹp thì mình phải dạy, tại vì hồi đó tao ở bên mẹ tao đâu có biết làm đó, mình về mình dạy từ từ, cái gì mình không biết thì mình dạy. Có những người họ rất là dở, em nói là rất là dở luôn, nhưng mà về tự nhiên thời gian sau mình giật mình, trời trời hồi đó nó dở gì mà sao giờ nó giỏi, cái gì nó cũng biết làm hết trơn, đúng không? Có những người hồi đó lấy chồng chưa biết nấu cơm mà bây giờ hầu như bây giờ là món nào cũng biết nấu, rất là giỏi luôn, là do làm sao, là do ăn thua, là do cái sự khéo léo của người mẹ chồng. Người mẹ chồng như thế nào à, nói chung là người ta nói một câu gì nè, con gái là con của người ta, con dâu mới mới đích thực mẹ cha mua về, con gái là con của mình đó. Thì mình các bà mẹ chồng, hay nếu mà con gái mình dụng, con dâu của mình dụng về đó, thì thôi nó ở đời với mình đó, cái gì mình không biết mình dạy từ 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 lại. Còn nếu mà quả phước đổi lại, có những cô con dâu rất là hổn, rất là hổn, thì mình phải nghĩ đó là nghiệp của mình phải tu tập mình như thế nào đó, mình làm tấm gương, cái gì mình sao con dâu mình mới hổn, và để đổi lại trường hợp sao nó mới hổn với mình à, thì ra mình nói chuyện không có đúng, nghĩa là mình nói chuyện lặt đi lặt lại, hay là mình nói chuyện là mượn gió bẻ măng, hay là mình không có mình cờ bạc này nọ nọ đó, thì đâm ra con dâu mình nó không có tôn trọng mình. Chứ nếu mà quý vị sống đúng đàng hoàng đi, mình nói chuyện lại nói mình rất có trọng lượng và giá trị. Còn nếu mà mình không có được con dâu của mình nó tôn trọng thì mình cứ tu tập đi, bởi vì bây giờ mình đó thằng trai mà giờ nó cứ mê con nhỏ này quá rồi, nó không có hiếu với mình. Bây giờ mình từ con mình thì mình từ không được, mà mình ở thì mỗi ngày giống như là trong cái địa ngục vậy đó, rất là khổ. Thì bây giờ mình nếu mà mình biết tu tập á, mình biết Phật pháp rồi thì không còn là đau khổ nữa. Mình đừng có nhìn nó mà mình nhìn chính mình nè, mình quay về chính mình tu tập, tự nhiên cuộc sống mình nó nhẹ nhàng, chứ mình đừng có nhìn cái cảnh xung quanh nhiều quá. Thì không mấy mình về mình ở riêng hay nào đó, nói chung mình dự trù cho mình những trường hợp mà xấu nhất có thể xảy ra. Chứ nếu mà chúng ta sống đúng là không có ai dám có thể là nói nặng nói nhẹ mình, tại vì mình cũng phải xem xét lại mình, thấy quý vị. Thì nói chung á, thì chúng ta phải biết tu tập, thì chúng ta hiểu được cảnh thì chúng ta cố gắng chấp nhận và chúng ta chuyển hóa nó từ từ ha. Cái đó là em đã hướng dẫn rồi, quý vị cứ tu tập đi rồi chuyển hóa, xin cho của quyền thất tổ ông bà chuyển cho mẹ con bà dễ với con, đừng có khó con nữa, cho biết yêu thương con. Thì quý vị sống bằng tình thương thì sẽ đối lại tình thương. Như có câu chuyện này nè, cái cô con dâu này rất là khó, kiểu là con dâu này nó nghĩa là có bà già chồng rất là khó, và hầu như là ghét luôn, ghét bà già chồng, muốn bà già chồng nghĩa là muốn cho bà chết đi đó, thì mới đến mấy mấy xin ông thầy có cái liều thuốc nào mà uống cho người ta chết không. Cái mấy 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 tâm sự là bà già chồng bà khó khăn như thế này thế nọ đó, thì
Thì ông thầy đó ông mới không có bốc thuốc chết mà ông chỉ, ông nói cô cho cô lấy thuốc này nè, cô uống cho bà mẹ, mẹ chồng uống đó. Rồi mỗi ngày con nói mẹ ơi mẹ uống thuốc đi, thuốc này thuốc bổ đó mẹ, và mỗi ngày tính giờ cơm thì cô phải lo lắng chăm sóc cho mẹ cô đi đó. Thì cô này làm theo, nó ồ mừng quá, ông thầy này cho uống thuốc để về cho bà và chồng mất á, cho cô khỏe. Thì mà ông thầy đó ông nói nè đây thuốc nè, thuốc này là cô về cô nói với mẹ cô là thuốc thuốc bổ nha, đừng nói là thuốc độc nha, cô mỗi ngày cô dụ mẹ cô uống vậy đó, rồi tính giờ cơm cô lo lắng cô chăm sóc đàng hoàng đi đó. Cái bắt đầu là cô này nghe lời giống vậy ha, nghe giống vậy bắt đầu là tính giờ cái đầu cho đưa thuốc cho mẹ uống và năn nỉ mẹ uống, và đầu chăm sóc người mẹ, và người mẹ tự nhiên thấy con dâu này có hiếu quá, bắt đầu là hết khó khăn tự nhiên thương thương yêu ha. Cái bắt đầu cái cô này mới hối hận mới mới mới, mới khóc, để mà mới khóc mới hỏi sao vậy, con nói gạt mẹ là thuốc này không phải thuốc bổ, bao nhiêu năm nay là con đưa thuốc thuốc độc cho mẹ uống. Rồi bắt đầu là cô thì bắt đầu cũng mới biết là do mình thế nào như mẹ mới khó, bắt đầu cô mới đến xin ông thầy thuốc cho cái thuốc nào hóa giải cho mẹ cô uống đừng có chết không, tại vì đó giờ cô uống bao nhiêu thang gì đó là có thể là mẹ chết. Thì ông thầy thuốc ông mới nói à thì ra này tôi giả bộ thôi, thuốc này thuốc thuốc bổ chứ không phải thuốc độc, tại vì cái gì nhiều do tâm của mình, do con người mình, do cách cư xử với nhau, quý vị sống yêu thương sẽ nhận là yêu thương thôi, đó là mình phải biết hóa giải bằng cái tình thương ha, có tình thương là sẽ hóa giải được tất cả. Câu trả lời của em là vậy, có gì thì quý vị bỏ qua cho em, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cũng cảm ơn Mụ Dung đã chia sẻ về câu chuyện nhà mẹ chồng nàng dâu. Thì Mụ Dung ơi, thì cũng có khán giả gửi về cái chương trình là hỏi như vậy, là Mụ Dung mong Mụ Dung chia sẻ ha. Thì cả đời người ta niệm Phật nhưng mà đến lúc lâm chung á thì người ta lại là không muốn niệm Phật nữa, thì mong Mụ Dung chia sẻ cái câu đó là như thế nào thưa Mụ Dung. À cái chuyện này bình thường giống như nó như vậy nè, em không trả lời câu hỏi này mà em trả lời câu hỏi khác. Có những người họ ăn chay cả đời mà gần cuối đời họ ăn mặn, nó cũng giống như cái câu hỏi mà tại sao mà cả đời niệm Phật lúc mất không có chịu niệm Phật. Thì cái lúc đó là cái nghiệp của họ lôi kéo, các quan gia lôi kéo họ đó, thì quý vị cũng phải biết đó là quan gia lôi kéo thì thôi nó đã rõ như ban ngày thôi. Bây giờ là có cái gì có đội hộ niệm, khi mà mình nhắm là mình không có định tâm định thần được đó, thì mình nhờ đội hộ niệm lại gia đình đó, biết người thân của mình có tu tập, những người gia đình mà có hướng thiện tu đó, thì mình nhờ đội hộ niệm lại niệm Phật. Thì ngày nay là cái đội hộ niệm tên niệm ta đâu có lấy tiền đâu, quý vị cứ hỉnh các vị lại niệm thì cho người thân của mình được ra đi nhẹ nhàng, cái lúc mà lâm chung hôn mê nhất tâm niệm Phật được vãng sanh vị cõi lành, đó là như vậy thôi. Thì cái câu trả lời của em là như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cũng cảm ơn Mụ Dung đã chia sẻ ha. Thì cả nhà mình có câu hỏi nào hay thì gửi đến cái chương trình để Mụ Dung cùng giải đáp nha. Thì cũng theo như Mụ Dung họ nói thì cũng có cái câu hỏi như vậy, thì khi mà hộ niệm người sắp lâm chung thì mình phải tụng như thế nào cho đúng hả Mụ Dung? À Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều câu hỏi này hay lắm anh, phải nói là hay. Thì ngày nay đó người ta đưa ra hai ý kiến, Nam Mô A Di Đà Phật và A Di Đà Phật, thì cái quan niệm của mỗi người khác nhau. Có người thì bỏ chữ Nam Mô chỉ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật và niệm liên tục. Thì cái mục đích của mình niệm Phật á là để cho cái người họ 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 sắp mất á, thì họ nhớ đến câu niệm Phật, họ đừng có ta kiểu mà quên đi những cái nỗi đau mà chuẩn bị lúc mà mình, lúc đó là các quan gia các nghiệp của mình đeo bám không cho mình vãng sanh, không cho mình giải thoát đó, thì họ đeo bám cho mình làm cho mình đau, mình không có nhớ câu niệm Phật. Thì mình cái câu niệm Phật niệm Nam Mô A Di Đà Phật và A Di Đà Phật cái nào cũng đúng. Có những người họ nói gì nè, bỏ hai chữ Nam Mô, bỏ hai chữ Nam Mô chỉ còn A Di Đà Phật thôi, không có đúng. Thật sự ra cái quan trọng là cái tâm cái người kia kìa, chứ không phải là mình là cái người đem cái đức của mình á tới, mình có cái thần lực mình trợ duyên cho họ bằng cái luồng điểm quang, bằng cái từ trường, chứ không phải là câu Nam Mô. Tại vì cái người mà họ không họ đang còn nghiệp đó, họ niệm Phật họ chỉ là kiểu là họ rước thêm nghiệp thôi, chứ họ không có giúp gì đã. Mặc dù họ đến rồi cái thân xác hữu vi là có, nhưng mà họ có đang nghiệp họ giúp ai đó. Thì khi mà chúng ta có đức đó, chúng ta đến giống như là một vị sư vậy đó, đến khai thị cho họ, đến mà hóa giải cho họ, thì câu A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng được. Thì thường đa phần là đội hộ niệm đó anh, niệm rất là nhanh, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm liên tục, niệm kiểu là không ngắt quãng để cho cái người kia nhiếp tâm. Thật sự ra cái nào cũng đúng hết không quý vị đừng có chấp, bởi vì quan trọng là cái người kia kìa có hưởng được không, chứ không phải là mình. Người kia có cái lúc mà mình niệm nó, cái quan trọng là kết quả nha, mình niệm nhưng mà cái người kia họ có nhất tâm không là do cái đức của mình, cái đức của mình từ trường của mình phát ra làm cho các quan gia trái chủ cũng là mình nói là buông tha, và có cơ thể người đó xoa dịu những cơn đau họ mới nhớ đến câu niệm Phật. Thì cái nào cũng đúng, mà quan trọng là mình có đức mình đến mình niệm thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều, từ trường mình phóng qua và người kia cảm ứng được. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cũng theo như Mụ Dung như vậy, thì nếu mà niệm Phật á
mà nó chưa được nhất tâm thì tâm mình nó bấn loạn, thì như vậy á thì có được bạn giảng sanh không hả Mùa Dung? Thì lúc trước em có nói rồi đó anh, quan trọng á anh niệm hay không niệm cái gì đó, hay là không phải mình niệm Phật mà giảng sanh, mình không niệm Phật là không giảng sanh. Khi mình mất thì cũng phải đi theo cái lực nhân quả, mình xuống dưới ha, cũng phải lên bằng căn tội phước như thế nào. Rồi cái người này làm phước nhiều mà tội họ ít thì họ được tái sanh, nhưng mà về cái cảnh giới nào cái phước nhiều thì tái sanh vô con nhà giàu, cái phước ít thì tái vô sanh vô những cái cảnh khổ, hoặc là phước ít nữa thì mình bị đọa vào những cái cảnh giới là địa ngục hoặc là ngạ quỷ súc sanh đó. Thì cái làm gì làm chúng ta phải xuống bằng căn của công đức, đó là cái lực nhân quả, là ai cũng phải như vậy hết, chứ không phải chúng ta niệm hay không niệm heo cái gì. Nam mô A Di Đà Phật. À, nếu nếu mà như vậy thì cũng có câu hỏi của khán giả gửi về chương trình này như vậy này Mùa Dung, thì tụng kinh á, thì như thế nào mình mới đúng cách hả Mùa Dung? Cái đó em không biết đâu, tại vì cái kia cái em mà là không có ở trong chùa, nhưng mà nói tụng kinh cho đúng cách thì cũng không biết. Em thì không có đụng kinh, em là lật cuốn kinh ra em đọc, em đọc tới đọc lui cái khúc đó đó, em đọc tới đọc lui, khúc nào không hiểu em đọc lại, khúc nào không hiểu em đọc lại, em hiểu hết cái cuốn kinh đó rồi xong tầm vài lần là em xếp cuốn kinh đó lại, tới bây giờ em đâu có đọc. Còn quý vị thì cứ đọc kinh mỗi ngày, thì quý vị đọc như vậy mà các cái vong linh họ nghe được mình đọc thì họ cũng có phước và mình cũng có phước, và các cái loại côn trùng con vật họ nghe được mình cũng có phước. Nhưng mà em thì không có đọc kinh, là em đọc em hiểu lý kinh thôi, còn cái việc đúng hay sai á, thì mình đọc lại lời Phật mà mình đâu có nói chuyện đúng sai ha. Thì quan trọng là quý vị đọc mà cái tâm mình thanh tịnh thì lúc đó mình đọc nó mới gọi là xuông văn, mà mình đọc nó có cái tự như là mình nói là có cái điển đó, mình đọc con người mình nhẹ nhàng bay bổng. Có bữa nào mà cái người từ trường mình á, nó mình đến cái dục cục đất á, nó xấu á, mình đọc á anh thì mình bị líu lử, hoặc là mình thấy mình cà lâm nè, hoặc là mình đọc sao mà cái chỗ này nó nặng nề là mình biết cái chỗ đó là cái người âm nhiều, cái từ trường nó xấu đó, là cái nơi đó là bị trượt quá nhiều đó. Cái đó là quan trọng, là khi nào mình đọc con người mình nó nhẹ nhàng nó bay bổng là con người mình biết, là lúc đó là mình chúng ta đọc có hiệu quả, là lúc đó con người mình tâm mình thanh tịnh á. Khi mình đọc như vậy á mình phải trong kinh thì em nói gì nè, nó khác nhau mỗi chỗ khác nhau hết, nhưng mà thường thì ở trong cuốn kinh này thì em thấy gì nè, trong Pháp Hoa hay là trong cuốn kinh thì có cái khúc vô đó, tịnh pháp giới chân ngôn là án lam với tịnh tâm nghiệp chân ngôn, và câu thần chú của hậu địa đó, thì sẽ đọc những cái bài chú đó, đó cho cái con người mình nó đẩy ra những cái trược đó, nó thanh tịnh, rồi chúng ta vô đọc kinh nó có hiệu quả hơn. Đó là theo cái ý của em là tịnh đọc, chúng quý vị đọc chú là tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh pháp giới chân ngôn, án hổ địa, và thêm một cái chú gì em quên rồi, có gì em nhớ em bình luận lại sao, là bốn, tất cả là bốn chú, rồi chúng ta mới vô cái thời pháp của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cũng cảm ơn Mùa Dung đã chia sẻ ha. À, thì cũng theo như cái ý kiến mà Mùa Dung chia sẻ ha, thì cái lại sám hối Mùa Dung thì mình có tiêu được cái nghiệp không ha, thì mong Mùa Dung chia sẻ ý kiến của Mùa Dung. Được chứ anh, nói chứ tại vì em là người nghiệp dày nè, em lại sám hối một con người em trở nên gì nè, em ví dụ lúc đó em hay bệnh và em đi khám không ra bệnh, và con người mình khi cúng nó sẽ dễ buồn ngủ và bị ngáp và nước mắt mình chảy ra, và có khi là làm cho mình làm biếng không không tu tập, nó giờ cúng là làm cho mình làm biếng buồn ngủ, đó là cái nghiệp của mình. Cái mình tu tập mình lại sám hối, mình hồi hướng cho các chư vị rồi đó, thì tự nhiên cái nghiệp nó dần 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 tiêu 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 từ từ, con người mình tính giờ cúng là mình thấy nhẹ nhàng bay bổng, không có như lúc xưa. Hồi xưa thì lúc cúng thì mình buồn ngủ nè, mình làm biếng, mình cúng thì 5 phút 10 phút là mình mong cho hết, nghĩa là mong cho nó hết giờ hết hết cái nhang đó cho mình mau nghỉ. Còn bây giờ mình cúng thì mình không để ý đến, mình nhất tâm mà mình rất là thanh tịnh, thì mình đọc xong người mình rất là nhẹ nhàng, đó là mình lại Phật thì có thể tiêu tai, nhưng mà lại Phật cũng không thể tiêu tai. Là làm sao quý vị lại mà lại giống như là lại không có nhất tâm, quý vị lại gì nè, có thể là 100 lại quý vị lại có 5 phút à. Chúng ta lại từng lại là làm cái gì, chúng ta hít vô chúng ta thở ra để con người mình là nghĩa là mình cân bằng lại, mình hấp thụ cái lực từ trường của thiên nhiên đó, con người mình hấp thụ vô cho nó nhẹ nhàng, đẩy những cái trược ra, rồi tự con người mình thanh tịnh, mình tụng kinh niệm Phật lại sám hối nó mới có hiệu quả. Còn quý vị mà niệm Phật lại Phật mà lại giống như là mình nói là cái kiểu mà cho có đó, thì thật sự là không có hiệu quả. Quý vị có người ta lại mấy trăm lại luôn, nhưng mà thật sự ra không có hiệu quả gì hết, tại vì quý vị không có cái giây phút nào thanh tịnh trong đó, quý vị lại kiểu mà không thành tâm. Nên á, quý vị lại Phật thì cái người lớn tuổi họ không đứng lên ngồi xuống được, thì mình lại từ lại Nam mô A Di Đà Phật, mình lại từ từ vậy nè, hít vô thở ra rồi mình chắp tay lại bình thường Nam mô A Di Đà Phật.
hít vô thở ra. Còn cái người mà khỏe thì đứng lên lại xuống vẫn hay hơn đó. Thì tùy theo trường hợp, những người họ lớn tuổi tay chân yếu đó hoặc là nhức chân đó, thì mình lại từ từ, nhưng mà mỗi lần như vậy nó phải nhất tâm. Còn quý vị lại gì nè, mô di phật, mô di phật, mô di phật đó, thì nó khác đó. Có thể là tiêu nghiệp và cũng có thể không tiêu nghiệp, là do quý vị có nhất tâm hơn hay không á. Nam mô di đà phật. Thì cũng cảm ơn Mụ Dung đã chia sẻ ha. Thì Mụ Dung thì cũng có một cái vị khán giả gửi về cái chương trình là nói như vậy, là Mụ Dung nói vì sao mỗi lần cô đọc kinh Địa Mẫu á là thường hay khóc. Hỏi Mụ Dung chia sẻ là vì sao như vậy hả Mụ Dung? À, cái câu hỏi này nhiều người hỏi lắm, không phải là riêng gì kinh Địa Mẫu đâu, mình đọc kinh Du Lan mình cũng có thể khóc nè, mình đọc kinh Địa Tạng mình cũng có thể khóc nè, hầu như là mình đọc kinh là mình khóc, chứ không phải gì riêng gì kinh Địa Mẫu. Mình cảm giác là cái mình xúc động đó, mình thấy thương đó, nghĩa là mình lúc đó tự nhiên cái hộp mình tự nhiên mình thấy mình có lỗi nè, hoặc là mình thấy thương các cái chúng sanh nhiều quá, tự nhiên con người mình vỡ òa lên mình khóc, nên là khóc trong mình trong cái vô thức mình cũng không có biết được tại sao mình khóc luôn nữa. Nhưng mà thật sự cái đó là tốt chứ không có xấu, tại vì cái xác của mình á đang bị cảm động nhiều quá. Chúng ta nhiều khi chúng ta đọc kinh đến khúc đó tự nhiên ta thấy thương thương cha mẹ quá, thương thầy tổ quá, ta cũng khóc, gọi là lúc đó ta thấy thương chúng sanh quá chúng ta cũng khóc nữa. Nhưng mà chúng ta đó là giai đoạn là đầu thôi, từ từ chúng ta tu tập chúng ta định đừng có khóc, trở nên bình thường luôn. Những cái khóc là chuyện bình thường, không có sao hết, thưa quý vị. Nam mô Di Đà Phật. Thì nếu như vậy thì trong khi đọc kinh á, thì mình phải định lại để cho cái tâm mình nó được nhẹ, lúc đó là mình mới không có bị gì với Mụ Dung. Cái đó là phải qua quá trình tu tập, bởi vì anh tu tập người anh mới định được. Tu tập bằng như thế nào là mình lại sám hối nè, mình trì chú nè đó, thì lúc đó con người mới định lại. Chúng ta đọc kinh thì chúng ta đọc xuông, nhiều khi chúng ta đọc một cuốn vậy nè, khi đọc mấy trăm lần luôn mà chúng ta không hiểu cái lý kinh, chúng ta đọc xong rồi con người mình vẫn không thực hành được cái lý thuyết bên ngoài đó. Chúng ta quan trọng là chúng ta cái ở hành, chúng ta đọc xuông mà cuối cùng là không có được gì cả. Quan trọng là cái hành, chứ phải là chúng ta đọc kinh như thế nào. Có những người họ đọc mấy trăm cuốn, mấy ngàn cuốn, họ bước ra họ vẫn cãi lộn bình thường, bước ra họ vẫn sân si ha, bước ra họ vẫn hơn thua và họ vẫn tham lam. Quan trọng là mình thực hành, chứ không phải cái đó là cái lý thuyết. Để người, khi mà mình giác ngộ rồi, mình đâu có giác cái như là anh đã bơi qua sông rồi, anh đâu có đem cái thuyền cái bè lên bờ đó. Cái cuốn kinh là đọc cái lý thuyết thôi, quan trọng là cái hành. Em bây giờ đâu có đọc kinh đâu, đó là như vậy. Thì quý vị không phải là đọc kinh nhiều hay ít hay là kinh gì, quan trọng quý vị đọc mà phải hiểu lý kinh như thế nào ha. Quan trọng là quý vị phải thiền định nhiều mới có trí tuệ ha. Thì đọc kinh cũng tốt, cái nào cũng tốt, nhưng mà chúng ta nên thiền định, nên dành thời gian thiền định để mà mình sanh trí tuệ á quý vị, để thanh tịnh, để mình quán xét lại những cái việc mình làm như thế nào là đúng hay là sai, và mình để mà khai thông cái trí tuệ, khi mình thiền định mình sẽ được khai mở rất là nhiều và được sức khỏe nữa. Nam mô Di Đà Phật. Dạ, Mụ Dung thì cũng có một cái câu hỏi như vậy nè Mụ Dung. Thì những người đó người ta tu tập á, nhưng mà khi trong một gia đình á thì chồng họ ta phân biệt đối xử giàu với nghèo á, thì cái đó là cũng do một cái nghiệp gì ha Mụ Dung? Con Mụ Dung chia sẻ. Có nghiệp gì đâu anh, tại vì cuộc sống này cái người mà họ có tiền thì họ tôn trọng, không có tiền họ khinh là chuyện bình thường. Chừng nào mà mình không có tiền mà người ta tôn trọng mình, nó mới gọi là chuyện đặc biệt. Là mình có tu đó, là mình có cái đức lớn đó, là mình không có tiền mà người ta vẫn tôn trọng. Nhưng mà thường đồng tiền nó đi đôi với phước báo. Mình có đức, có phước tự nhiên nó có tiền. Còn chúng ta ít tiền là do chúng ta hiếu phước. Chúng ta không thể nào bào chữa cho chúng ta là chúng ta không cần tiền. Khi chúng ta mà đủ phước rồi á, mình không cần người ta cũng đưa nữa, năn nỉ mình xài nữa. Mà mình cũng phải lựa người mình xài nữa kìa. Nên cái chuyện mà mình không được bà con dòng họ tôn trọng là cái chuyện bình thường. Vì lúc đó là chúng ta đang thiếu phước á, nên người ta không có tôn trọng mình đâu. Là mình nói cái lời nói dù là nó đúng á, là người ta cũng không có nghe nữa, người ta cũng kiểu là khinh miệt mình nữa. Nói không có tiền mà nói gì ai nghe, đúng không? Mặc dù cái lời đó là lời đạo đức, nó không có xấu. Nhưng mà cái người đó có tiền, họ nói cái lời đạo đức, người ta sẵn sàng người ta nghe. Tại vì cái phước báo người ta đủ đầy. Nhưng mà bù lại những trường hợp mà người con căn đó, họ đang khổ đó, họ đang tu mà kiểu hiểu dục đó, thì cái chuyện mà họ không cần tiền cũng không có phải nói là cái chuyện họ hiếu phước. Cái đó là mình phải nói về trường hợp khác. Còn trong cuộc sống đời thường của mình nè, mình không tiền là tương đương với mình hiếu phước đó. Tại vì mình có phước là có tiền, có phước là có đức là có tiền. Đồng tiền nó tượng trưng phước đức, chứ không phải là số tiền quá lớn hay quá nhiều, nhưng mà mình đủ ăn đủ mặc đủ xài. Nhưng mà quan trọng là cuộc sống đời thường của chúng ta đó, chúng ta nói chuyện đâu đó đàng hoàng, chúng ta là đâu đó rõ ràng, nên người ta tôn trọng mình trong cái cuộc sống đời thường nữa. Vì bình thường như mình sao ta mới không tôn trọng nữa đó. Như hồi xưa mình quậy quá hơn, bây giờ mình mới có tu người ta cũng sẽ khi dễ mình nữa nè. Cái gì phải chứng minh cho người ta bằng cái thời gian. Bây giờ đó giờ ăn chơi, bây giờ mới có tập tu người ta cũng không tôn trọng mình nữa.
đó, hoặc là mình giờ không có tiền, bây giờ mình mặc ăn phắt lên tự nhiên người ta nhìn thấy khác đó, nó có nhiều trường hợp lắm. Nên cái chuyện mà khổ với cái chuyện khổ trong cuộc đời này là bình thường, cái chuyện người ta tôn trọng người giàu mà không tôn trọng người nghèo, cái chuyện đó chuyện bình thường đó, quan trọng là chúng ta nghèo mà được người ta tôn trọng mới gọi là chuyện hay đó, là những người họ có phước đức rất là dày đó. Nam mô Di Đà Phật. Cũng cảm ơn Mụ Dung đã chia sẻ. Thì Mụ Dung ơi, thì cũng như câu Mụ Dung nói là về tiền á, thì nên có một cái câu hỏi như vậy nè. Thì việc mình đi mình lượm tiền trên đường hoặc là trên sông á, thì có ảnh hưởng hay là có kiêng kỵ gì không em? Thì mong giải đáp cái câu hỏi này nó mắc cười lắm. Em nói anh nghe nè, lượm 1-2 ngàn ta nói xui, chứ lượm mấy triệu chắc hên đúng không? Mới đầu 5-10 ngàn tiền này lụm là xui lắm nha, không có lấy nha, cỡ cọc tiền mấy chục triệu là lấy liền đó, không có xui. Xui hơn thì cũng kệ, thật sự chúng ta những quan niệm chúng ta mắc cười lắm quý vị. Nên có cái này nè, thật sự ra là có những đồng tiền người ta cúng tam tay bỏ rơi 5 ngàn 3 ngàn 10 ngàn đó, thì cái quý vị cũng đừng nên lụm, thật sự để cho mấy đứa trẻ nó ngây thơ, nó vô tư đó, thì nó không có cái tâm cái sân si, nó xài không sao. Vì chúng ta xài những cái đó đôi khi cũng ảnh hưởng, thật sự là có chứ không phải không có đó. Thì chúng ta nên cân nhắc cái chuyện này. Thật sự ra còn cái chuyện mà lụm tiền đôi khi cũng khi là cũng hên đó, chứ phải nói xui mà lụm tiền đó, là chúng ta cũng dị đoan nhiều thứ lắm. Nhưng mà nếu mà lụm thì lụm hơi số tiền lớn lớn đi, còn thấy 5-10 ngàn hơi khỏi lụm, để cho mấy đứa con nít nó xài. Đôi khi có tiền đó người ta cúng á, cúng cái ngã ba đường người ta bỏ đó, nhiều khi mình cúng mình xài cũng xui, tại cái xui người ta bỏ mình lụm lại mình xài. Thật sự ra là